Phía nào xin kính chào quý vị khán giả của Lido Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình văn hóa vào con đường hàng tuần do Phía Nam phụ trách. Thưa quý vị, mỗi tuần thì nhờ chúng ta lại gặp một vị khách mời đặc biệt đến từ các nơi trên thế giới. Và những vị khách mời này của chúng ta là những người đã có nhiều sáng kiến, nhiều khả năng uy tín để tạo nên cái sự phát triển cho nền văn hóa Việt tại hải ngoại cũng như là trên mọi lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội và ngay cả chúng tôi đang nói về vấn đề y khoa nữa. Thì trong tuần lễ này thì Phiến Đan nhân dịp mà tại quận Cam sắp sửa có một chương trình trình diễn của đoàn văn nghệ dân tộc Lạc Hồng thì chúng tôi lại được đón tiếp một vị khách mời đặc biệt đến từ Canada, Toronto. Và thưa quý vị, vị khách mời này là cô Lê Thị Kim Uyên đến từ Toronto. Cô ta là ai và là gì mà có liên hệ như thế nào với chương trình của đoàn văn nghệ Lạc Hồng và tại sao chương trình văn hóa và con người là chương trình mà vinh danh những nhân vật thành công và những người mà phải nói là có tên tuổi mà ngày hôm nay lại mời cô Lê Kim Uyên từ Toronto. Mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Phiến Đan cảm ơn chị Kim Uyên đến từ Toronto và rất là bất ngờ là được biết là chị là người đã có một cái sự đóng góp rất là quan trọng cho cái sự phát triển của sinh hoạt của đoàn văn nghệ Lạc Hồng. Để trước khi mà chúng ta biết là đoàn văn nghệ Lạc Hồng làm được cái điều gì và đặc biệt như thế nào thì xin chị cho biết là chị có cái lời chào như thế nào với khán giả của Lido Sài Gòn TV. Trước tiên Kim Uyên xin chân thành gửi lời cảm ơn đến chị Phiến Đan và chân thành cảm ơn đến đài Lido Sài Gòn và cũng không quên cảm ơn đoàn văn nghệ dân tộc Lạc Hồng đã tạo cơ hội cho không những Kim Uyên mà còn tất cả những anh chị em khắp nơi trên thế giới có cơ hội để đến gặp nhau trong chương trình Đại hội âm nhạc truyền thống lần thứ 5 tại quận Cam của chúng ta. Cảm ơn chị. Chị đã thay mặt Phiến Đan để mà giới thiệu qua về sự hiện diện của chị ngày hôm nay. Vậy thì cái điều đầu tiên Phiến Đan muốn được biết là chị sang Canada năm nào? Bởi vì khi trong một cái chương trình này á, thì chúng ta luôn luôn phải giới thiệu cái những nhân vật đã được mời ở đây để cho làm quen với khán giả của Lido Sài Gòn. Vậy chị có thể cho biết là chị sang Hoa Kỳ năm nào, sang Canada năm nào và cái sự phát triển của chị về âm nhạc như thế nào? Dạ, xin thưa với chị Phiến Đan và cùng toàn thể khán thính giả của đài Lido Sài Gòn. Kim Uyên định cư tại Canada vào năm 1988 theo diện thuyền nhân, tức là boat people của mình á, đi vượt biên và được nước thứ ba công nhận để đến vào định cư. Thì Kim Uyên định cư tại Canada, thành phố Mississauga cũng cách Toronto khoảng chừng 45 phút. Và Kim Uyên đã ở đó được 8 tháng. Thì Kim Uyên lại có một cái cơ duyên để mà được tiếp tục cái sự say mê và đeo đuổi. Tại vì Kim Uyên đã tốt nghiệp đại học về âm nhạc tại Sài Gòn. Thì cái ước mơ của một người lúc đó vẫn còn tràn trề nhiều ước mộng. Thì Kim Uyên đã được cái may mắn được trường đại học của Monash University của bên Úc. Australia, dạ, bên Úc đã nhận, nhưng mà cũng phải có một cái người đã dẫn dắt Kim Uyên, đó là giáo sư Phương Oanh, là con chim đầu đàn của đoàn văn nghệ dân tộc, không phải đoàn văn nghệ dân tộc mà là Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc Paris. Thì bà cũng chính là mẹ nuôi của Kim Uyên. Thì Kim Uyên được cái học bổng và học, và cũng không quên cái người mà đã giúp đỡ Kim Uyên trong những thời gian đầu theo đuổi cái con đường học của mình để tiếp tục cái hậu đại học. Có nghĩa là Kim Uyên đã lấy được cái bằng Master về âm nhạc. Thì cái môn học của Kim Uyên tên là Ethnomusicology, và cái người đã dẫn dắt Kim Uyên đó là anh Lê Tuấn Hùng. Dạ. Thưa quý vị, nghe qua cái nhân thân của chị Kim Uyên thì chắc là quý vị cũng phải nói là kinh ngạc, là bởi vì một người thiếu nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn như thế này với một cái bộ quốc phục truyền thống
như thế này mà lại có một cái quá trình học tập và thành đạt về âm nhạc sâu rộng như thế, đi từ Canada, từ Việt Nam qua đến Úc, lấy được cái bằng Master của Đại học Monash ở Victoria. Thưa quý vị, là một người phụ nữ thì Phiến Đang cảm thấy rất hãnh diện vì cái sự thành đạt của Kim Uyên. Vậy thì thế Phiến Đang muốn hỏi chị là khi chị học về âm nhạc tại Việt Nam, tức là chị tốt nghiệp Đại học Quốc gia âm nhạc Việt Nam, thì cái bộ môn mà quan trọng nhất mà chị học để mà đạt được cái bằng cấp của chị nó là bộ môn nào? Và khi mà chị sang Úc thì chị phát triển thêm về cái nền âm nhạc đó thì chị học thêm về bộ môn nào? Dạ, xin thưa với chị Phiến Đang là ngành Kim Uyên học ngày xưa ở bên Việt Nam mình á thì nó hơi dài dòng một chút, thì là chỉ có học có 5 năm thì là mình có thể ra trường để đi dạy. Nhưng mà sau 1975 thì lại theo cái quy chế đào tạo của Hà Nội thì mình lại phải học thêm 4 năm trung cấp. Và sau 4 năm trung cấp thì mình lại phải học thêm 5 năm đại học. Mục đích là Kim Uyên cũng thấy nó cũng có cái hay là chính nhờ cái thời gian mà mình được học dài như vậy thì mình có cơ hội để mà mình đào sâu được cái chuyên môn của mình. Có nghĩa là sở trường chuyên môn của Kim Uyên là về đàn tranh. Và tất cả những cái gì liên quan tới dân ca, âm nhạc truyền thống của nhạc Việt Nam thì Kim Uyên đều được học để mà nâng cao cái kiến thức của mình. Thì đó là cái quá trình mà Kim Uyên học ở Việt Nam. Và khi vượt biên sang đến Canada thì Kim Uyên không có dừng lại ở đó mà muốn mình tiến xa hơn nữa. Vì ước mơ lúc đó là rất là đơn giản, chỉ muốn là làm được một cái gì đó cho âm nhạc dân tộc của mình. Thì Kim Uyên đã theo đuổi thêm là có con đường gọi là học ethnomusicology. Hồi nãy là Kim Uyên đã giới thiệu với chị Phiến Đang rồi đó. Thì là cái môn học đó mình được cơ hội đào sâu hơn nữa. Có nghĩa là ngày xưa mình chỉ tập trung cái nhạc dân tộc truyền thống, nghĩa là tinh túy của Việt Nam mình. Thì ở Monash University thì Kim Uyên được học tất cả những các nền âm nhạc của các nơi trên thế giới, đặc biệt là âm nhạc châu Á của mình. Kim Uyên phải học để biết cái hay cái đẹp của những nước lân cận của mình, thí dụ như Korea, Thái Lan, Indonesia, thí dụ vậy đó. Thì mình phải biết cái nhạc của họ có những cái điểm hay gì mà mình cần phải học hỏi và những cái gì mình cần phải phát triển thêm. Thưa quý vị, khi chị Kim Uyên nói về những cái chương trình học của chị và học thêm những cái thuộc về những nhạc cụ hay là những cái âm nhạc của truyền thống của các dân tộc khác ở Á Châu, thì khi chị hiện diện tại Úc thì Phiến Đang được biết là ở bên Úc có người thổ dân. Người thổ dân họ cũng có loại nhạc của người Abokinos, thì không biết là chị có học cái đó không? Dạ thưa có chị, tức là cái đó nó kêu là Aboriginal của người thổ dân cho Úc. Thì đặc biệt hồi thổ dân Úc họ có cây kèn, nó là một cái loại giống như kèn nhưng mà không phải là kèn mà là nó làm bằng ống, bằng cái cây. Dạ. Thì cái nghệ thuật để mà thổi cái đó cũng rất là khó, Kim Uyên không có may mắn để mà thử được cái đó. Mình cũng try nhưng mà nó không có giữ cái hơi được như là cách họ dạy. Thì cái đó là cái điểm độc đáo của nó cũng là một cái nét tiêu biểu của người thổ dân Úc. Thổ dân Úc. Yeah. Thế thì khi mà chị trải dài trong cái chương trình học tập của chị đó, một cái điều nhận xét của chị, của một người đã học và hiện nay là một nghệ sĩ, thì chị có thể cho biết là cái môn học âm nhạc của nước nào mà chị cảm thấy thích thú nhất ngoại trừ Việt Nam? Phiến Đang không muốn nói tới Việt Nam ngay lúc này là bởi vì chị là một người thả hồn trong âm nhạc và cái nền âm nhạc đó nó đã nuôi lớn chị và nó đã tạo rất nhiều ước mơ cho chị để chị muốn cái nền âm nhạc truyền thống Việt Nam nó sẽ phát triển. Vậy thì trong tất cả cái con đường chị đi thì chị sẽ dừng lại và cảm thấy yêu mến cái nền âm nhạc châu Á nào? Xin thưa với chị, vì chị Phiến Đang muốn mình
ngoài cái yêu thích, cái đam mê của nhà Việt Nam mình, thì Kim Uyên còn có cái đam mê nào của các nước khác hay không? Thì xin thưa với chị là mỗi một cái con người của mình đều có một cái đam mê và cái ước muốn riêng. Thì Kim Uyên, đối với Kim Uyên á, thì mình đã đạt được cái ước mơ là mình theo đuổi để mà mình học hỏi cái hay cái đẹp của tất cả các nước khác. Mục đích cũng chỉ là làm sao để bảo tồn và phát huy cái âm nhạc cổ truyền của mình, làm sao để mà xứng đáng mọi người khi mà nghe đến nhạc Việt Nam của mình thì người ta cũng hiểu được trong đó có cái một cái điểm rất là hay. Và nếu mà chị nói là so sánh thì hoặc tức là mình làm một cái sự so sánh đúng không chị, thì là Kim Uyên cũng không dám nói là mình thích cái này, mình thích nhạc Korea hơn, mình thích nhạc Ấn Độ hơn, mình thích nhạc của người Trung Quốc hơn, thí dụ vậy. Thì Kim Uyên xin thưa là mỗi một đất nước, mỗi một dân tộc họ đều có một cái hay. Cái quan trọng là mình thấy được cái hay đó để mình làm sao bổ sung vô trong cái nhạc Việt Nam của mình. Vâng, thưa quý vị, phía Nam xin tạm dừng trong chai lát và trở lại câu chuyện với cô Kim Uyên, một nghệ sĩ nhạc dân tộc đến từ Toronto. Xin cảm ơn quý vị.